Ê, tán đổi xưa mà để điện thoại hình nền trang phạm nhỉ? Cũng sắp rồi, dễ mà. Có bí quyết gì không? Bí quyết hả? Thì ngoài cái đẹp trai của tao ra thì tao không có gì để nói với tụi bay hết. Xạo xạo hoài. Ồ, đẹp quá. Chị BB kìa. Chào chị Hoa Hậu. Hello người đẹp. Phiền ghê. Đúng là xinh đẹp sướng thiệt ha. Đi đâu tụi con trai cũng để ý. Ước gì được như bà. Ha chị? Tôi nghĩ là nếu mà bà ước á thì bà nên ước trúng số đi. Nó có lý hơn á. Chứ xinh đẹp chưa có đủ đâu. Cần phải có sự thu hút nữa nè. Cần phải thông minh nữa. Khí chất, hiểu không? Thông minh, khí chất, nổi bật. Tôi thấy trong cái lớp mình không có ai qua trang phạm hết trơn. Bởi vậy ông Cường ông mới bỏ bà theo trang phạm đó. Ê, bà im chưa? Vô duyên. Bà nói với tụi bay là sắp thôi. Chứ chưa. Mẹ ngủ cho lắm bà. Ê, nó làm kìa. Con này nhìn cái mặt là biết chảnh chọe rồi. Tôi sẽ chơi nó một vố. Ba, trưa ba nhớ nấu cơm ăn đàng hoàng đó nha, đừng có ăn mì gói nữa đó. Biết rồi con ương, ngày nào cũng lải nhải câu này hoài, riết ngủ ba mơ ba thấy luôn. Ba nói thì hay lắm, ngày nào con cũng thấy cái vỏ mì gói nằm trong thùng rác hết đó. Ừ, bữa nay ba về ba nấu tô bún bò ba ăn một mình, không chừa cho ai kia đâu. Vậy đó ha, ba này. Quên ba. Gì con? Mình chưa đeo khẩu trang. Đeo vô đi con. Xong con đeo giùm cho ba luôn nha. Dạ. Nước nhanh lên. Nhanh. Này. Ê khoan. Trời ơi nhanh lên. Rồi đi. Trang ơi. Trang. Trang, tôi hâm mộ bà quá. À. Tôi mời bà ly nước được không? Hử? Sao vậy? Bộ Trang chê nước của tôi hả? Tôi đi, chị qua bển ngồi. Đi. Nè, Trang ngồi đi. Công nhận á, hôm qua tôi mới coi cái video đập hộp túi của bà. Đẹp thiệt luôn á, sang quá trời luôn. Cảm ơn bà nha. Vô uống cạn nha, cho mình thêm tình nghĩa mặn nồng. Ngon không? Ngon. Uống nữa đi bà. Uống hết đi cho tôi vui. Không ngờ dễ dụ vậy. Ổn không? Ngân. Bà ổn không vậy? Bác sĩ nói á là bà chỉ cần uống nước điện giải thôi à. Mà sao đau bụng dữ vậy?
Hồi sớm giờ có ăn gì bậy bạ không? Tôi không biết nữa. Ủa, mà bà không có bị đau bụng hả? Không. Sao vậy? Ê, có khi nào là do nước ép cà rốt lúc nãy không? Có thể lắm á. Không được, Trang không để vụ này chìm được. Trang sẽ đi livestream kiện căng tin. Tại vì tụi mình ăn uống căng tin không à. Có chắc gì là nước ép cà rốt đâu mà kiện người ta. Thôi thôi, bỏ đi Trang. Đâu có được, đâu để yên vậy được. Để chút nữa Trang nói chuyện với người ta. Thôi thôi được rồi. Nè, bà uống chai nước nha. Dạo này tôi thèm uống ngọt á. Hay là bà lấy cho tôi miếng đường được không? Bà muốn lấy thêm miếng đường hả? Vậy đợi tôi chút nha, ngồi chơi. Cảm ơn bà nha. Nè, để tôi bỏ vô cho. Trời ơi, thiệt á, tôi thấy bà đẹp mà tôi mê ghê luôn vậy đó. Người gì đâu mà xinh mà có thần thái nữa. Cảm ơn bà. Uống đi, uống đi. Vô uống cạn nha, cho mình thêm tình nghĩa mặn nồng. Bài mưu tính kế hại bà ác ôn quá vậy.